Ở một hành tinh không rõ thông tin được biết có tên là Ross, xứ sở lãnh giá của một gia tộc sức mạnh bí ẩn, chủ đường cực tốt, nhưng không phải ai họ cũng giống nhau, giống như các thành viên đột biến của tộc Agira đã chỉ ra rằng Risa King Cole có sức mạnh đằng sau. Bỏ bỏ tất cả ở đây, điều đường sinh sản vô tính, toàn bộ thành viên là giới tính nam, nhưng riêng mẹ của Risa, nữ hoàng băng giá Mona Ice Cream, người của chủng tộc hình này khá giống động vật cò sát có đuôi dài, gia tộc quái vật khiếp thật, các thành sinh học kém khác không có tính coi hài, quyền lực khá lớn nên ra mạnh nhất trong bộ đội thứ bảy của mình hơn cả gia tộc Sai Gia. Điển hình Risa sai bảo cả hành tinh này tổ chức ra các đội quân đánh chiếm các hành tinh khác, rồi bán cho người mua cao nhất, tạo ảnh hưởng Risa bây giờ thực sự rất khiếp. Nhưng tiếc một chút, bọn họ phá hủy hành tinh Sai Gia, rồi Goku được đưa ra khỏi hành tinh đi đến nơi khác, mong sẽ thay đổi. Đúng rồi, Risa bị giết lần đầu tiên chết trên hành tinh Namek vì quá khinh thường đối thủ nên bị Goku nổi giận ra đòn liên tiếp, lại được hồi sinh từ các đồng đội. Risa đi đến trái đất mang theo lực lượng hoàng gia, nhưng bị nhóc trên giết chỉ một chém. Hắn không ngờ tới gia tộc họ từng khinh thường đến mức ra tay phá hủy hành tinh họ sống, mà giờ phải trả cái giá cực đắt bằng tay người từng khinh bỉ. Một tên quái vật cứ như trẻ con, chỉ nhiều lần nhân vật hổ báo, nhưng hắn không thích nhìn thấy niềm vui được cả ông phụ. Hắn cũng không lão thoát khỏi địa ngục tấn công trái đất, nhưng phải chậm trán với Son Gohan tấn hành trong Dragon Ball. Một lần nữa chưa kịp làm gì đã bị ăn đòn. Đạo địa phủ trở thành sân đấu cho cuộc tái ngộ Goku và Risa, kết hợp với xe với một đích giáp cầm ăn khỉ thù giờ là hồn. Nhưng mà mọi lần hắn lại thất bại nặng nề, dù đã mình hơn đồng minh cũng có sức mạnh cũng tăng, Goku đập cho một trận với cái tội ca chết. Âm đạo địa phủ trở thành sân đấu cho cuộc tái ngộ Goku và Risa, kết hợp với xe với một đích giáp cầm ăn khỉ thù giờ là hồn. Nhưng mà mọi lần hắn lại thất bại nặng nề, dù đã mình hơn đồng minh cũng có sức mạnh cũng tăng, Goku đập cho một trận với cái tội ca chết. Dragon Ball sự trở lại vô cùng ngoan mục khi tất cả đều trống chờ. Chờ vào tên Risa đã được hồi sinh nhờ lướt từ những viên ngọc rồng, mang một hình hại vô cùng hoành tráng, sức mạnh trả thù cùng số lượng đông. Trạng thái mới gọi định Risa thật là khiếp và đánh ngang tầm với Super Saiyan Blue. Nhưng mà tiếc là anh Khỉ lúc nào cũng mạnh và sự có mặt của Whis cùng Beerus khiến Risa có trở thành God cũng phải bỏ mạng trong con đường chết.